Mấy chục năm đã qua rồi, trong ký ức bà còn nhớ gì về những sự kiện đó không? Lúc đó thì tôi đang ở bên Nhật Bản, tôi đi học về nghề thẩm mỹ. Tại vì nhà tôi nói là sợ sau này nhà tôi không còn làm tư lệnh nữa thì số lương không có đủ sức nuôi 8 đứa con đó. Thành ra nhà tôi xin tổng thống Ngô Đình Diệm để được đi du học, cụ chấp nhận cho đi du học bên đó. Thì tôi đi được du học được thời gian thì nhà tôi, ổng nghĩ sao, ổng lấy điện thoại qua, ổng nói thôi em đi về đi, chứ bỏ anh bỏ mấy đứa con tội nghiệp quá, về ăn rau muống, mai mốt nghèo ăn rau muống cũng được. Nhưng mà tôi cứ cương quyết đã đi học thì tôi muốn đi học tới nơi tới chốn. Tôi học nửa chừng thì nhà tôi qua đời. Tôi nằm trên bao thì tôi đã thấy nhà tôi bảo là em ơi anh mất hồi trưa. Xong rồi tôi mới nói tôi đi với một bà người Nhật Bản, thì bà nói như vậy là tốt lắm đấy, như vậy tại vì người Nhật Bản cũng như là người Việt Nam mình ấy, nghe nói chết thì là cái điều may mắn tốt đó. Thế là giải thoát hay sao? Dạ thì bà Nhật Bản bà nghĩ vậy. Thì sáng mai lại thì tòa đại sứ báo cho ông Sạc biết là có một cái điện tín của tôi. Thì bà Sạc bà mới chở tôi đi tới tòa đại sứ Việt Nam nhận cái điện tín. Thì cái trong cái điện tín là để tư lệnh bị thương nặng bà về gấp. Ở dưới thì cái để hội đồng dân quân nhân cách mạng, không mà để tên ai hết. Thưa bà, khi bà trở về nước thì hội đồng quân nhân cách mạng, tức là những nhóm tướng lãnh đứng ở đảo tránh ông tổng thống Ngô Đình Diệm, có đưa ra những cái lý do nào một cách cụ thể và chính xác về cái chết đó thì tôi chưa có gặp ai hết. Tôi về tới cái trường á thì có một ông bác sĩ, mấy ông hải quân đi đón tôi. Tôi cũng ngạc nhiên, đi sau lưng tôi đi một cái xe du lịch, nhưng mà phía sau lưng tôi thì lại có cái xe ambulance. Tôi mới thấy nhầm lạ, tại sao không người nhà tôi không có ai đi đón hết. Thì tôi mới hỏi ông bác sĩ Đặng Tất Khiêm, tôi hỏi tại sao người không có ai đi đón tôi hết trơn mà mấy anh đi đón, mà sao ngoài sao xe, sao có cái xe ambulance chạy. Cái anh Khiêm anh mới nói trớ là tại vì đi chở một người bệnh vào một người hải quân vào bệnh viện, thành ra sẵn xe sợ đi lên đón chị trễ, thành tụi tôi đi lên đón chị luôn. Cái tôi về tới nhà, đưa tôi về tới nhà lúc đó thì cũng chạng vạng rồi. Thì tôi mới nói anh Khiêm thôi giờ chở tôi lên, tôi thăm nhà tôi nằm bệnh viện Cộng Hòa. Thì anh Khiêm nói giờ này lúc đó cũng 7-8 giờ tối, ông nói giờ này đóng cửa, nhà thương đóng cửa rồi. Thì anh ngồi, anh cứ ở đó hoài, anh không mấy. Thì ở nhà dọn cơm, mấy chú lính dọn cơm ra cho tôi, ảnh với mấy ông sĩ quan ăn. Tôi cũng nhớ mấy ông sĩ quan là ai nữa, 3-4 ông gì đó. Ăn cơm thì con nhỏ 6 tuổi là chạy ra, nó nói, mẹ ơi mẹ, chú Lực giết ma chết rồi. Cái tôi mới hết hồn luôn, tôi nói, ủa, sao con nói lạ vậy? Anh Đặng Tất Khiêm ảnh mới kêu ẩm cháu đi ra chỗ khác, ẩm cháu đi ra chỗ khác đó, mới vậy đấy. Thế tôi mới năn nỉ tôi, anh nhà tôi mất thiệt hay là nhà tôi bị thương? Thì ảnh nói là nhà tôi bị thương thôi chứ chưa có mất. Cái sáng mai lại tối đó thì anh đi về, anh 11 giờ đêm anh về. Thì sáng mai lại anh chở tôi vô nhà thương mình bị Cộng Hòa, thì nhận xác nhà tôi. Thì trong lúc đó tôi vô tôi nhận xác nhà tôi thì máu ở trong miệng ông tọc ra phá trời, mà con mắt ông thì mở lên, mà cái mặt thì có vẻ giận, cái mặt có vẻ giận căm hờn lắm. Tôi khóc quá trời, tôi buốt. Cái tôi kêu nhờ người tắm rửa cho nhà tôi này kia, thì tôi thấy là một viên đạn bắn ở phía bên tay trái, một viên ở trên vai, một viên ngay tim. Rồi mấy ông bác sĩ ở trong đó mới nói riêng với tôi rằng bà tư lệnh đi điều tra tại sao mà giết tư lệnh hồi
gần 11 giờ trưa mà lại đem về nhà ông Lê Văn Kim để cho tới 11 giờ rưỡi đêm mới đem vô Bệnh viện Cộng Hòa. Và lúc đó rồi tôi, nhà tôi về thì nhà niêm phong rồi hết trơn, bị lúc đó nhà tôi bị niêm phong. Thì tôi đi vô tôi gặp ông Trần Văn Đôn đầu tiên. Thì tôi nói anh Đôn ơi, tại vì cũng thân với nhau, tôi nói anh Đôn ơi, sao về nhà niêm phong hết, lấy tiền đâu mà tôi chôn cất nhà tôi. Thì ông Đôn cũng nói chị về đi, tôi sẽ cho người ra phong tỏa. Thì tối hôm đó ta, hai vợ chồng cũng, tôi chờ tới tối cũng không thấy nữa. Cái tối hôm đó hai vợ chồng ông đại tướng Paul Hawkins tới chia buồn với tôi. Thì tôi mới tham với ông, tôi nói nhà thì bị niêm phong hết, tại giờ tôi đi tưởng nhà tôi bị thương thôi, tại là tôi không có tiền châu cấp. Thế ông mới hỏi tôi cần bao nhiêu, lúc đó tôi cũng chả biết rằng như tôi nói tôi cần 15.000. Thì sáng mai lại ông với bà đem tới cho tôi 30.000 để tôi mượn cái tiền đó tôi châu cấp. Thì tôi chôn cất nhà tôi xong á, thì tôi lên tôi mới gặp ông Dương, rồi ông Paul Hawkins, ông ấy là liên lạc đâu biết là ông Trần Văn Đôn á, thì ta phong tỏa. Thì trong tủ tôi chỉ có 2.000 mấy à, tại vì nhà tôi mới lãnh lương xong á, đầu tháng mới lãnh lương xong thì gửi cho tôi 3 tháng tiền học bên kia hết 5.000 mấy rồi. Hồi đó lương nhà tôi đâu khoảng 7.000 mấy, 8.000 thôi. Thì có 2.000 mấy, tôi không biết làm sao để tôi trả cái số tiền lại cho ông đại tướng Hà Kim. Thì tôi chôn cất nhà tôi khoảng đâu 17, xây mã xong thì khoảng 18.000 mấy. Tôi phải đi bán hết nữ trang rồi này kia, đồ đám cưới đó, tôi đi bán nữ trang này kia cho để tôi trả lại cho hai vợ chồng ông Hà Kim. Nhưng mà hai vợ chồng ông Hà Kim không có nhận lại, ông lại cho tôi cái số tiền 30.000 đó. Thưa bà, những ông tướng lãnh và sĩ quan trước kia đã biết chồng bà và ở trong cái hội đồng quân nhân cách mạng lật đổ cựu tổng thống Ngô Đình Diệm, không có ai nói gì với tôi một tiếng nào hết trơn. Tôi có lên tôi gặp ông Dương Văn Minh, thì ông Dương Văn Minh ổng nói là tụi nó làm bậy. Ông cũng chia buồn giống như ông Trần Văn Đô cũng vậy, cũng chia buồn với tôi. Rồi ông Dương Văn Minh cũng chia buồn với tôi, rồi nói là tụi nó làm bậy chứ ông mấy ông không ra lệnh, ông nào cũng chối hết. Nhưng mà sau này tôi nghe ông Trung tướng Timmy rồi ông kể cho tôi nghe là ông Dương Văn Minh ông dùng như Trương Ngọc Lực với là và Trương Ngọc Lực thì nó móc nối với là Nguyễn Kim Hương Gia để mà mưu sát nhà tôi. Rồi thời gian trôi qua, bà và gia đình có tìm đủ một cách để đưa những người giết chồng bà ra công lý. Tại vì tôi nghĩ cái cuộc đảo chính này mà rồi sao tôi cũng phải đi trở lại đi học. Ông đại tướng Hàm Kim ông mới hỏi tôi bây giờ bà làm cách nào để mà nuôi con với cái số tiền mà cô nhi quả phụ thì đâu có đáng là bao nhiêu. Tôi mới nói với là đại tướng Hàm Kim rằng tôi có cái bằng sư phạm thì tôi đi dạy học lại để tôi nuôi mấy cháu. Thì ông suy nghĩ sao ông nói cũng không đủ. Thưa bà, viên sĩ quan tên là Lực giết chồng bà lúc ấy mang cấp bằng nào? Mới lên thiếu tá 26 tháng 10, nhà tôi ký lên thiếu tá 26 tháng 10, thì một tay tháng 11 là nó giết nhà tôi. Vừa rồi thì ra kiểu thái sử thì tôi có gặp Nguyễn Kim Hương Gia, nhưng mà tôi nhìn không ra. Tôi mới thấy cái ông nào cứ dòm dòm lén lén tôi hỏi mấy bà trong hải quân thì mấy bà nói là Nguyễn Kim Hương Giang. Thì khi mà hải quân mời tôi lên để tặng cho tôi kiểu sách hải sử thì tôi thấy ông Nguyễn Kim Hương Giang đi ra. Xong rồi một lát thì có một ông thiếu tá hải quân tới nói nhỏ với tôi là ông Nguyễn Kim Hương Giang ổng mời tôi ra một cái phòng riêng, ổng xin mời tôi ra phòng riêng để cho ổng xin lỗi tạ tội gì đó. Thế tôi nói tôi không muốn gặp. Tức là nhân vật Nguyễn Kim Hương Giang cũng là một sĩ quan hải quân mà chứng kiến cái... Ông đó là thủy quân lục chiến. Rồi anh Lê Nguyên Khang hồi xưa nhà tôi tư lệnh hải quân Kim thủy quân lục chiến. Thì anh Lê Nguyên Khang là dưới quyền nhà tôi. Thì anh Lê Nguyên Khang không có thích Nguyễn Kim Hương Giang.
mới muốn đưa Nguyễn Kim Hương Giang qua lục quân. Nhưng mà vợ của Nguyễn Kim Hương Giang á, thì làm việc xã hội cho tôi. Thành ra vợ Nguyễn Kim Hương Giang năn nỉ tôi là cho Nguyễn Kim Hương Giang vô hải, về hải quân. Thì tôi trưa đó tôi về tôi hỏi nhà tôi, tại vì thấy vợ cũng làm đắc lực cho tôi thì tôi cũng muốn giúp. Thì tôi có hỏi nhà tôi là anh Khang, anh nói anh muốn cho Nguyễn Kim Hương Giang đi qua lục quân phải không? Anh nói anh chấp thuận rồi, nhưng mà anh tôi hỏi anh ký chưa, anh nói chưa ký. Tôi thấy vợ Giang nó cũng làm việc cũng đắc lực với, trong việc mà tôi ra làm về xã hội để cho giúp đỡ dân chài miền Duyên Hải á, thì vợ là Giang làm việc cho tôi rất đắc lực. Thì tôi mới nói với nhà tôi vậy, nhà tôi nói thì cho nó qua hải quân cũng được. Thì nhà tôi thì tôi giúp cho Nguyễn Kim Hương Giang qua, mà tôi thấy làm ơn mà là trả oán như vậy. Và gia đình có để tâm đến cái đời sống sau này của cái ông viên thiếu tá mà giết chồng bạn không? Ông thiếu tá Lực đó, sao ông chết lâu rồi, ông đi làm tùy viên bên Đại Hàn, rồi có việc gì bị triệu hồi về. Bị triệu hồi về thì ông bị nhốt. Ông bị nhốt thì anh Lê Nguyên Khang á, anh nói là ngày mai anh ngồi cái phiên xử ra để anh xử nó một bản án tối đa. Anh điện thoại cho tôi ngày mai chị ra tòa án quân sự coi. Thì sáng mai lại anh Khang lại điện thoại lại cho tôi, nói là khi họ hôm nó chạy trọt sao người ta thả nó ra rồi, nó đi nghe đâu đi lên Campuchia rồi đi qua Pháp. Qua Pháp một thời gian thì là Trương Ngọc Lực nó bị điên. Điên sau nó nằm nhà thương điên rồi nó chết. Một hai năm sau nó chết. Còn Nguyễn Kim Hương Giang thì hiện bây giờ ở San Diego. Nhưng mà tôi không bao giờ muốn gặp mấy người đó hết trơn. Cái chết của Ngô Tấn Quyền đối với cái hội đồng tướng lãnh cách mạng là không ai biết gì được tôi hết trơn. Rồi phải chăng là họ nghĩ rằng ông Ngô Tấn Quyền này là những người thân tín của ông Ngô Đình Diệm? Tại vì hồi Nguyễn Chánh Thi tạo chính cũ thì nhà tôi là kim sĩ quân lục chiến, nó có dắt gì đó hai đại đội sĩ quân lục chiến trèo tường vào để cứu cụ. Rồi ông Nguyễn Khánh với là ông Trần Thịnh Kim mới tới sau. Thì là một lần nữa là Phạm Phú Quốc bắn Dinh Độc Lập thì nhà tôi ra lệnh hải quân bắn máy bay thì bắt được Phạm Phú Quốc. Thì vì cứu cụ hai lần đó, nhưng là lên lần thứ ba thì có lẽ mấy ông sợ là có cái chương trình là nếu đảo chính thì nhà tôi sẽ có tàu đưa cụ đi ra ngoài khơi rồi dẹp đảo chính xong thì trở lại, thì mấy ông thưa bà, có một vị tướng lãnh của miền Nam Việt Nam nổi tiếng là Thanh Liêm và đàng hoàng, đó là cựu đại tướng Lê Văn Tỷ. Trường hợp này cựu đại tướng Lê Văn Tỷ có giúp gì bà? Ông không có giúp gì tôi, tại vì chị Cao Văn Miên với là chị Trần Thị Khiêm á rất là thân với tôi, thì hay đi tới gặp ông đại tướng Tỷ, hai vợ chồng đại tướng Tỷ thì kêu bằng ba má. Rồi cứ mỗi lần đi tiệc thì dắt tôi tới gặp ông Tỷ, rồi mấy chị đó biểu tôi cũng kêu ba má luôn. Thì tôi coi ổng như là ông cha vậy, ổng cũng lớn tuổi. Thì sau khi tôi chôn cất nhà tôi đâu mấy tuần sau thì ông đại tướng ổng mới cho người tới nhà kêu tôi tới để ăn cơm trưa. Lúc tôi ăn cơm trưa ra xong rồi đâu khoảng 2 giờ chiều á, trong nhà lúc tôi lái xe Sophia ở trong nhà ông đại tướng Tỷ ra thì tôi thấy Trương Ngọc Lực nó lái cái xe Citroen của nhà tôi á, tắt xong keo của nhà tôi thì cái tay đó, tay mặt nó còn băng. Thì tôi vừa ra thì tôi thấy cái xe ở trên cái gì, trên sở thú đi xuống. Thì tôi tính là đạp ga rồi cho nó phóng tới để đụng cái xe đó. Tại tôi lúc đó tôi mất bình tĩnh chứ mà không biết tại sao cái chân tôi đã đạp thắng vẹo vô trong nhà ông Tỷ lại. Cái cả nhà ông Tỷ chạy ra, ông Tỷ kêu tôi vô ông la cho một trận nữa. Ông nói ba đã nói với con rồi, bây giờ phải kiên nhẫn để lo cho 8 đứa con của con.
mà con làm như vậy rồi lỡ con đâm đầu con chết rồi ai nuôi con. Ông la rồi ông bắt ở lại ăn cơm chiều luôn, ông khuyên thì là nhiều tội nghiệp lắm. Thưa bà, câu hỏi chót, nếu có cái dịp gặp lại những vị tướng lãnh ở trong cái gọi là hội đồng quân nhân cách mạng lật đổ cựu tổng thống Ngô Đình Diệm thời đại nhất Cộng Hòa, bà được nói một câu nào với những người đó thì bà sẽ nói điều gì? Tôi rất là giận mấy ông tướng lãnh đó, vì nhà tôi cũng không có cái tội tình gì hết trơn mà phải đem nhà tôi phải giết nhà tôi một cách oan uổng như vậy, để cho tôi đứa con đầu mới có 9 tuổi, đứa con thứ 8 thì mới 16 tháng thôi, một tay tôi mà tiền bạc không có, trong lúc đó đứa con tôi với ông như vậy, tiền tiết kiệm của hai vợ chồng tôi để trong 10 năm nhé, có được có 10.000+ hội đồng tướng lãnh cũng tịch thu mà không biết ai tịch thu mất tiêu. Tôi hồi đó tôi gửi Việt Nam Thân Tín, tôi ra tôi lãnh cái tiền đó, người ta nói là hội đồng cách mạng tịch thu rồi, hội đồng tướng lãnh tịch thu rồi, thành ra tôi cũng không biết ai tịch thu nữa. Và sau này đến thời ông Nguyễn Văn Thiệu có giúp gì được gia đình bà không? Dạ không, trong hội đồng tướng lãnh không có ai giúp. Hồi đó có mấy ông sĩ quan hải quân á, mà tới thắp hương cho nhà tôi là về bị ông Đỗ Mậu, ông bắt nhốt hết trơn. À còn cái này nữa, khi nhà tôi mất á, chôn xong á, thì có 6 ông người nhái, mà bây giờ tôi cũng quên tên, tôi nhớ mặt mà tôi quên tên, tới xin lệnh tôi là để giết 2 người đó, nhưng mà tôi nghĩ rằng thôi bây giờ có luật trời đất, tôi là đạo Phật đó, tôi không có muốn mà trả thù bằng cách giết chóc lẫn nhau, thì tôi nói sao ông đó, tôi nói thôi để trời phạt mấy người đó chứ mấy anh đừng có làm vậy, mà mấy ông cứ năn nỉ hoài. Thì cách một tuần lễ sau nữa thì có 4 ông khác nữa cũng tới xin mà cho ra lệnh cho tụi em trả thù cho tư lệnh. Tại vì 1960 thì nhà tôi lập ra cái hội người nhái đó. Thành ra mấy người nhái đó rất là nhớ ơn nhà tôi. Thưa quý khán giả của Tranh Nhà, vì có một số chi tiết cần phải bổ túc cho chính xác hơn để giọng đường dư luận, thì hôm nay chúng tôi lại một lần nữa mời vào đến Tranh Nhà của Radio Vigencia. Ông cựu tư lệnh là mất vào đúng ngày 1 tháng 11 năm 1963. Khi tôi về thì tôi nghe nói là chết hồi 10:45, nhưng mà là ngày 1 tháng 11 1963, ngày đó cũng là ngày sinh nhật 36 tuổi của nhà tôi. Tôi không biết là có phải hội đồng các tướng lãnh lấy cái ngày sinh nhật của nhà tôi mà để điệu hổ ly sơn để mà sát hại nhà tôi hay không. Thưa bà, khi nhận được công điện của hội đồng quân nhân cách mạng báo cho bà biết là ông bị thương, thì từ Nhật bao lâu thì bà mới về được Sài Gòn? Chiều hôm 2 thì tôi nhận được cái điện tín đó xong thì tôi ra, tôi nhờ bà đô đốc sạc và chở tôi, nhờ tài xế chở tôi ra phi trường, ra hãng hàng không bên Nhật để lấy vé máy bay là về Việt Nam. Sáng 3 thì tôi là trưa 3 thì tôi từ Nhật về tới Việt Nam, thì lúc đó chạng vạng chiều khoảng 7-8 giờ tối ngày 2, thì sáng ngày 3 chứ, thì sáng 4 tôi mới vô nhận xác nhà tôi, là 4 sau nhà, sau khi nhà tôi mất tôi vô nhận xác nhà tôi, thì vừa ở trong tủ ướp đá và tủ ướp lạnh kéo ra, thì nhà tôi nhìn dòm thấy nhà tôi mặt căm hờn lắm, con mắt thì mở to mà máu thì cứ ọc ra ngoài, mãi cho tới khi liệm mặc đồ đại lễ rồi xong máu vẫn ọc cho tới khi liệm chứ không có ngưng. Năm 63 thì bà năm ấy được 8 người con phải không? Dạ 8 người cháu, nhưng mà mất một cháu thì nhưng mà chắc là lúc ấy bà còn trẻ. Dạ mới 31. Trong suốt thời gian ông làm tư lệnh Hải quân Việt Nam, bà có dịp nào được tiếp xúc với lại cố tổng thống Ngô Đình Diệm không? Dạ có, rất là nhiều lần đi vô Vinh để mà dự tiệc này kia,
hoặc là những các ông đô đốc Mỹ hoặc đô đốc các nước qua, thì cụ hay đặt tiệc mời, thành ra lúc nào cũng có hai vợ chồng tôi vào dự tiệc ở trong, thì luôn luôn gặp cụ Ngô. Qua những cái tiếp xúc như vậy, có thể đánh giá được con người của cố tổng thống có điều gì không? Theo ý kiến rất là hiền lành, mà cụ là rất là thương những người mà làm việc với cụ. Cũng như có một lần ngày tôi sanh một cháu, ngày 7 tây tháng 7 là ngày song thất, là ngày cụ về nước á, thì nhà tôi vô mừng ngày song thất của cụ. Nhà tôi có khoe với cụ là vợ con mới sanh đúng ngày song thất của cụ, thì cụ xây lại, cụ kêu ai đó đem cho nhà tôi 2.000 biểu về thưởng cho tôi sanh được một cháu gái ngày song thất. Rồi một lần nữa là tôi sanh, tôi bị 7 gái có một trai, rồi không biết nhà tôi vô khoe sao á, cụ mới kêu đưa cho nhà tôi 5.000 và 2 cái champagne để về mừng tôi sanh được một cháu trai. Có bao giờ bà tìm hiểu lý do tại sao chồng của bà là cố tư lệnh đại tá hải quân Hồ Tấn Quyền lại có được những sự gần gũi với cố tổng thống Ngô Đình Diệm mà được ông tin tưởng? Sở dĩ nhà tôi lên tư lệnh hải quân á, thì là cái chuyện ngẫu nhiên. Nhà tôi không hề quen biết với một ai trong thân tộc của cụ Ngô hết cả. Nhưng mà có một lần ông đại tướng McNamara và ông Max Taylor với phái đoàn ủy hội quốc tế ra thăm hải khu Đà Nẵng, lúc nhà tôi là hải khu trưởng hải khu Đà Nẵng, thì nhà tôi mấy ông ra thăm hải khu Đà Nẵng, không biết mấy ông thấy công việc làm của nhà tôi thế nào, thì qua ngày hôm sau là được cái công điện kêu vô trình diện tổng thống gấp, và lúc đó là 1956. Thì vô thì cụ bảo là nhà tôi thế anh Lê Quang Mỹ làm tư lệnh hải quân. Lúc đó nhà tôi là 31 tuổi. Và khi ông chết là ông 36. Dạ, 36. Vừa rồi bà nói đến McNamara, có phải là dạ, ông rất là tổng trưởng bộ quốc phòng. Sau này đó. Dạ, sau này đó. Rồi không biết ông McNamara với ông McLean Taylor với lại ủy hội quốc tế trình với cụ sao mà cụ kêu đánh công điện ra kêu vô trình diện gấp. Thì tôi cũng có đi theo nhà tôi tưởng là đi vô chắc bị trừng phạt cái gì đó, thì cụ kêu vô làm tư lệnh hải quân thế đại tá Lê Quang Mỹ. Nhà tôi mới xin cụ là cho xin nghỉ 3 ngày. Cụ la nhà tôi bảo cờ tới tay thì phải phất. Nhà tôi kể lại cho tôi nghe vậy, tại sao còn phải suy nghĩ. Thì nhà tôi nói là con còn trẻ quá để con ấy. Cụ nói không cho 3 ngày mà cụ cho 1 ngày, ngày mai phải vô trả lời cho cụ. Thì ngày mai nhà tôi vô trình với cụ là có anh Trần Văn Trơn, thì là cùng khóa 1 với nhà tôi, nhưng mà lớn hơn nhà tôi 7-8 tuổi gì đó, 10 tuổi gì đó. Thì ảnh là nhiều kinh nghiệm hơn, nên con muốn cho anh Trần Văn Trơn làm tư lệnh. Thì cụ chấp nhận, và thường thường cái sắc lệnh ra thì chỉ có là cụ ký, chỉ có là nhập tư lệnh hai quân thôi. Nhưng mà cái sắc lệnh này ra thì ký là Trần Văn Trơn, trung tá Trần Văn Trơn là tư lệnh hai quân, và thiếu tá Hồ Tấn Quyền là tham mưu trưởng. Thì thường ra cái tư lệnh hải quân là phải tự chọn tham mưu trưởng, chứ không có khi nào cái sắc lệnh ra như vậy. Thật ra thì anh Trơn anh cũng chắc cũng không bằng lòng cho lắm, tôi nghe nhà tôi kể như vậy. Rồi sau đó thì khoảng 18 tháng thì anh Trơn đi học, nhà tôi lên thay thế năm 1959. Biết về cụ tổng thống Ngô Đình Diệm thì còn bà Nhu thì sao? Bà Nhu thì theo tôi nghĩ là bà cũng không muốn phải là một người xấu. Vì tôi hồi xưa tôi làm về
về về về xã hội của hải quân đó, tôi xin ông Admiral Sykes cho tôi những đồ mà của Mỹ viện trợ đó để tôi giúp cho dân chài miền Duyên Hải. Thì ông Admiral Sykes mới trở qua cho tôi hai chiếc NST rất là nhiều. Thì trong lúc đó tôi có tới mấy kho đồ, toàn quần áo với đồ hộp, đồ này kia với rất là nhiều đồ ăn, đồ uống này kia. Xong thì có không biết ai trình với bà Nhu, thì bà mới mời tôi vào, bà kêu tôi vô phụ nữ liên đới. Tôi nói tôi bận việc làm xã hội ở cho hải quân, thành ra tôi không có thời giờ. Và bà nói bà có nghe tôi có mấy kho hàng đó, thì nhập vô trong phụ nữ liên đới có được hay không. Thì tôi nói là để cho tôi suy nghĩ, tôi về tôi bàn với nhà tôi. Thì nhà tôi nói tùy em. Thế tôi mới bàn, tôi nói tại vì mình hứa cái thờ Officer xin ông đô đốc size là xin cho dân chài miền Dương Hải, xem bây giờ đã đi nhập vô phụ nữ liên đới là nó sai, không có đúng cái lời hứa của mình ở trong cái văn thư chính thức. Thành ra tôi vô tôi trình với bà như vậy, thì bà cũng bằng lòng và nói thì tùy chị. Nhưng mà sau đó chừng khoảng mấy tháng thì bên sinh hội cháy, bị cháy, thì đích thân ông quận trưởng quận tư viết cho tôi một cái văn thư chính thức xin tôi cứu trợ cho những nạn nhân mà bị cháy nhà. Thì lúc đó tôi với là một số sĩ quan hải quân với là mấy cô mà nữ quân nhân á ra cứu trợ. Thì cái vì người ta cháy nhà mà mất sạch hết của cải, thành tôi cứu trợ rất là nhiều đồ ăn với là quần áo. Thì bà Nhu lại kêu tôi vào một lần nữa, bảo tại sao mà chị nói là chị do dân chài miền Dương Hải mà bây giờ chị lại đi cứu trợ ở bên quận tư. Thì tôi đưa cái văn thư của ông quận trưởng ra, tôi nói bây giờ người dân chúng mình gặp nạn như vậy thì ông quận trưởng ông yêu cầu tôi cứu trợ thì tôi cứu trợ thôi, chứ còn bây giờ còn không có, tôi cũng không phân biệt là dân chài hay là dân sự nữa. Thì bà cũng bỏ qua. Những cái tin tức trên báo chí giai đoạn 1963 cho rằng là bà Nhu có những điểm chẳng hạn như trong cái giao lưu của tình cảm về những cách đối xử với những người dưới và kể cả với người anh chồng của mình, tức là cố tổng thống Ngô Đình Diệm, thì bà có ghi nhận được những điều như vậy không? Tôi không tin như vậy, tại vì có một lần nhà tôi kể cho tôi nghe là nhà tôi đi họp gì ở trong đó mà rồi bà Nhu vô trình bày gì về bộ Phật giáo đó này kia, thì cụ giận quá, cụ nắm cái thảy đàn thuốc của quăng vô trong vách một cái rầm là bà lật đật bà chạy ra. Thành ra tôi nghĩ là còn cái chuyện mà lăng nhăng với người khác là tôi không tin, tại vì bà rất là người đàn bà rất đứng đắn, mà tôi nghĩ rằng sau này không có bà nào mà bằng bà Nhu cả. Xin hỏi bà là có những cá nhân khi mà gặp cố tổng thống Ngô Đình Diệm thì khúm núm và khi lui ra thì đi lùi người chứ không đi thẳng người. Theo bà thì cái sự kiện này, thứ nhất xin hỏi là có thật hay không? Tôi nghe kể thôi, chứ còn tôi đi vô trong tiệc thì tôi thấy ai đi ra cũng xây lưng đi, đâu có ai không đúng mà lui đi lui ra đâu. Tôi chỉ nghe nói là ông Đỗ Mậu hoặc ông Nguyễn Ngọc Lễ thì đi ra hay đi lui này kia, chứ còn sự thật tôi không thấy. Và đó không có ai ra lệnh là phải đi lui? Dạ không. Chính tôi là người đã bắt tay cụ hai lần, bị nhà tôi la. Tại vì đi trước tôi là mấy bà đô đốc, tới tiếp tôi thì tôi mấy bà đô đốc đưa tay, tôi cũng đưa tay ra bắt tay cụ. Thì mấy bà ngoài sau, mấy bà Việt Nam sao đấy, sao dám bắt tay cụ vậy? Tôi nói đâu có gì đâu, cụ mình đưa tay cụ cũng đưa tay bắt vậy, đâu có gì đâu. Có thể hỏi thêm mà được về trường hợp ông Ngô Đình Nhu không ạ? Ông Ngô Đình Nhu thì tôi không nói, có thành lắm tôi không biết. Dạ thưa bà, lúc trước bà có nói rằng là bà có cái bằng sư phạm đó. Phải chăng là bà đã học một cái trường sư phạm nào đó ở miền Nam? Dạ sư phạm ở hồi tôi học trường sư phạm ở ngoài Nha Trang. Tôi đi dạy trường nữ Nha Trang. Khi nhà tôi cưới tôi là giáo viên trường nữ Nha Trang.